Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách hiển thị số 0 ở đầu trong Excel. Rồi bình thường á, khi tôi viết số 0 ở vị trí đầu tiên. Sau đó tôi sẽ bấm Enter. Thì lúc này á, số 0 ở vị trí đầu tiên nó sẽ biến mất. Và làm sao để tôi có thể là hiển thị số 0 ở vị trí đầu tiên? Thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn ba cách. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách đầu tiên. Cách đầu tiên á, các bạn chúng ta sẽ chọn vào cột mà chúng ta muốn viết số 0 ở vị trí đầu tiên. Sau đó ở đây, các bạn chúng ta sẽ vào top home và chọn vào test trong nhóm number này. Các bạn chúng ta sẽ chọn dữ liệu là test. Rồi bây giờ tôi sẽ nhập số 0 ở vị trí đầu tiên. Bấm enter. Thì lúc này á, các bạn thấy số 0 ở vị trí đầu tiên nó vẫn còn. Đó tương tự tôi viết số khác đó. Đó, nó vẫn còn nha Tuy nhiên các bạn viết trên cột này á nó mới còn còn nếu mà các bạn chúng ta viết cột khác á nó sẽ không còn nha bởi vì tôi mới chọn được cột này mà thôi còn muốn cột khác á vẫn có thể là viết số 0 ở vị trí đầu tiên thì các bạn chúng ta sẽ chọn vào cột đó và top home trong nhóm number các bạn chúng ta sẽ chọn là kiểu test rồi bây giờ tôi sẽ nhập số 0 này đó thì lúc này á số 0 nó sẽ xuất hiện ở vị trí đầu tiên. Đó là cách đầu tiên. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ hai. Cách thứ hai á các bạn chúng ta sẽ nhập dấu nháy đơn đầu tiên này. Sau đó các bạn chúng ta sẽ nhập số 0 bấm enter. Thì lúc này á nó cũng xuất hiện số 0 ở vị trí đầu tiên. Nhớ nha. Nhập dấu nháy đơn. Sau đó các bạn chúng ta sẽ nhập số 0 bấm enter. Thì lúc này á nó cũng hiện số 0 ở vị trí đầu tiên. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ ba. Cách thứ ba á, nó cũng tương tự như là cách đầu tiên. Chọn vào cột mà chúng ta muốn viết số 0, bấm phải chuột vào nó, chọn vào format cell. Rồi. Sau đó các bạn chúng ta sẽ chọn vào tab number và chọn vào tab OK. Giờ chúng ta có thể là nhập số 0 thoải mái. Hai số 0 cũng được. Hay là ba số 0 cũng được nha đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn ba cách để bạn có thể là hiển thị số 0 ở đầu trong Excel. Nếu thấy video hay, hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn bạn đã theo dõi.